have Ember? Ember! Wow, good job, Johnny. Like a caveman now. And you put it, and then you put it over. You put it in here. Yeah, put it in there. Move your stuff away, Johnny. And move, Johnny. Khi mà đi cắm trại kiểu này, mình thấy có cơ hội cho những em nhỏ hay là những đứa trẻ được ra ngoài thiên nhiên, cách xa mấy video game, internet. Học không? Ờ, hôm nay mình ăn cái gì đây? Ăn mì. Mì gói đặc biệt, con hồng. Tối hôm nay đang tối hôm nay là tối đầu tiên của buổi cắm trại sinh tồn hôm nay. Mà sinh tồn này là sinh tồn mà hạng sang, đúng rồi, nhà hàng 5 sao, 1000 sao. Hôm nay anh ăn cái gì đây? Trứng. Trứng gì? Trứng luộc. Trứng luộc. Cái này là bắt ngoài biển á. Trứng này bắt ngoài biển hả? À, con gì mà đẻ ra trứng bắt ngoài biển. Tối đầu tiên tôm hầm mì gói. Đi sinh tồn là gì, chỉ cần ăn mì gói tôm hùm. Ừ, bắt được tôm hùm. Đang đợi nước nóng để làm mì. Mì ăn. Và đó mì. Là chơi game thôi. I don't know where you come from. I think it's molting. That's out of fact. Yeah. The tune? No. That's just the head. Oh, his line, by the way. Sign me up. Ting, I think your family member gonna be jealous. And then, yeah. Eat the head too, man. Head good. Lime is good. The chua. Too smooth, and I had too much weight on it. Yeah. It's kind of like I feel like it's pulling me down instead of like me moving into it, pulling me out and down. I'm like, okay, I'm gonna go out. Yeah, save it for later. Leave no trace. Save that wood for tomorrow morning. Cái này là con
Spider. Không phải tôm hùm này. Cockroach. Cucaracha. Cucaracha. It's only like in a deep sea where they nếu mà Khang nói mọi người rằng Khang đi cắm trại sinh tồn ăn tôm hùm dưới mì tôm thì chắc nhiều người cũng sẽ nói Khang là nổ, vì đó là lý do mà Khang làm những cái video cho hôm nay để giữ cái bằng chứng rằng Khang đã được ăn mì tôm hùm. Mất bền. Mấy bạn nhớ cho nhiều flour vô nha. Muốn mình ăn nhiều hơn cho flour vô nha. Oh my god. À, nóng quá. Nóng quá, trời ơi. Trời ơi bạn ơi. Ăn cái này đổ mồ hôi luôn á. Hand out hand. Give me some flour thing. Yeah. No. Cái em là lấy lại bài. Lấy cái bát flour đi cho ăn xong cả. Sau khi mình ăn được mì tôm hùm cũng hơi mệt, nhưng mà bây giờ mình chuẩn bị đi săn bắn tiếp để kiếm cho cái bữa ăn cho ngày mai. Và mình sẽ làm gì đây cho một đêm khuya không có đèn? Hôm nay mình sẽ đi câu lòng tôm hùm vào đêm khuya tối mà không có máy móc gì hết. Xin khán giả cùng tiếp tục theo dõi phần kế tiếp nè. Ok, nó đi câu cá buổi khuya. Đi câu cá buổi khuya lần đầu tiên, đi câu cá buổi khuya. Wow, giờ này mà cũng có người đi cá tàu đi câu cá bật đèn ở đây. Bây giờ mình sẽ cùng theo nhóm đi bẫy cá. Lướt đèn à? Tết trung thu lướt đèn đi chơi. Em lướt đèn. Only Kai would think of these weird things to do. To keep him busy. I want to see if it works. I feel. And would you kill an eel? No. No. What will I have any plan for to eel? I don't know. And next time when I cook it, I can get it. If you can get it, I'll cook it. Yeah. Wow. This is the real meal of the day, guys. The real meal. Only guy that's this free to do this type of thing at night. Whoa. Some plant here. Các bạn có thể thấy tối thôi. Đặc biệt ở đây Kalina là mình trở lại thiên nhiên, không có gì đèn thành phố hay gì hết, chỉ mình và thiên nhiên. Bây giờ mình đi đâu đây? Mình sẽ đi câu tôm hùm kiểu khác. This is lobster hoop fishing. Hoop fishing. Hoop fishing. Câu cá, câu cá. Anh này đang câu cá. Only Kai would think of this stuff. So this is what Kai like to do for his bachelorette party. Thì mặc dù tối không có đèn, không TV, không cell phone, rất là buồn chán. Nhưng mà khi mà Khang ngồi im để chờ cái cần câu để mình kéo lên để coi có tôm hùm không, thì Khang cảm thấy một cái sự yên tĩnh trong cái lòng của mình. Thì Khang nghĩ cái những người tuổi trẻ như Khang đi, đây là những cái điều mà đang còn rất thiếu thốn những cái thời gian này, là cái sự yên tĩnh,
không có distraction. Yeah, the seaweed. Every time it moves, I feel it on my mind. You up? Oh, it didn't even go down. Oh yeah, it didn't even go down. It's stuck. Yeah, there's all seaweed around here. No bueno. All right, let's head home and sleep. No, it's like stuck in the seaweed. Nothing. It was stuck in the seaweed. No bueno. Yeah, let's fish. Lúc này thì hầu hết mọi người trong nhóm đều rất là mệt mỏi, đều chuẩn bị về để ngủ. Nhưng mà anh của Khang không muốn tiếp tục. Good morning. Oh, let's go see Cat Lobster. What time you go, Cat? I work out like 4. Oh. Good morning, Johnny. Good morning, good morning. I sit longer here than at home. Alright, let's see Khai hút. Này là cái đồ dụng cụ bắt tôm hùm của anh này. Anh này cũng được thành công hả? Oh, xin xong rồi hả? Con bự quá. And, hôm nay đã món ăn đặc biệt buổi sáng nữa là mì gói tôm hùm. Soon mình có thể mình bị bệnh bệnh nhiều tôm hùm á. The fire, that's what I'm saying. Yeah, just the fire. I was like, what the heck is that? Do you want coffee, huh? No. Oh. Yeah. Simple camping. More wood then. If you're gonna go hunt fish, this. Yeah, we're gonna use the wood for the morning, the fish for lunch, and then. This is how camping is like, it's just guys. Very simple. Simple. Just worry about eating. Yep. That's all we do. All we do. Những người hàng xóm cũng đã dậy. Giờ là 8 giờ sáng. 8 rưỡi sáng. Are you guys ready for your noodles? Okay. So we can heat up the water. Let me go brush my teeth. Yeah. Okay. Alright, eating wrong. What time I wear the toothpaste? Phải lầm là mình phải mang dép nè. Phải mang dép. Không có dép cũng khó quá. I forgot, should have brought a dép. Say what? Oh, you did. Yep. You always do, man. I know. This time I just bought a shoe. Well, looks like we can do some noodle selling. Mình sẽ check noodle của mình còn bao nhiêu đây. Có bị mắc không? Mấy con phát nó lại không? Oh, yeah, I did. No, I when I came, the fox was in the bush. It was just lying there. Wow, Johnny chín nên cơm còn ở đây nè. Mì gói. All mì gói. Ủa có rau nữa hả? Somebody brought spinach? Oh, lemon? Oh, tự nhiên có rau hành chứ. Sả. Waiting for the fish. Phải chờ cá. Anh Nam Dân này chuẩn bị đi làm nè. Can I have one of your noodle, Kha? He is not drinking water. I only brought two. Would you kill an eel? No. No? What would, I have only killed two eel, I don't know. And that's how I'm gonna cook it, I can get it.
If you can get it, I'll cook it. Underwater is hard. That thing don't die quick. Oh. I told you, I saw the Japanese video. They cut off the head, and it's still moving, and the head's still trying to bite you. You should have hot water. Yeah. No. Waterboarding. What do you want? What do you want? Hurry up, hurry up. You can cook it. I don't know how to get it out. Whatever. My knife is not long enough. I got a full breakfast meal. You fancy for me. This is a real meal of the day, guys. It's a real meal. Everybody has stomach ache. I have stomach ache. You have stomach ache? I just needed to fart. That's it. Stomach relief. Diarrhea? Is this living on the land? This is allergy. So if anybody of you have a lobster allergy, you get to take one of this and you can eat. How's this living on the land when you freaking have all this medication? And this is in case if you eat something bad, you have anti-diarrhea. If you have this, diarrhea. Thanks, team, for telling them. I'm gonna go sue you, Kang. I fed them the beginning of the year, that was it. Eat, Johnny, eat! I'm gonna make your juice too, payment by eating. Yes, mukbang style. Yeah, subscribe and like, okay? Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Bison, man. I woke up early in the morning, went hunt, and then jerky turned into jerky. Okay, awesome. I got a quick question. Tomorrow, as far as the bags that bring it back, what time do we have to get all bags ready for it to be shipped back? It's 9 o'clock. They'll come out and pick them up. And right where we found them? Uh-huh. Okay. Exactly. Expensive phone line. What's the plan today, guy? Hunt, gather and eat, chill. Yeah. Campsite mà tốt nhất là từ này vì dưới có mấy hàng cây. Action. It's a smart plan. Let's chill. Bison. Yeah, to burn him. Yeah, it's true. Go fishing again, guy? Ok, quý khán giả, một good morning, chào buổi sáng nè. Thì nãy mình mới thấy cái ông
ổng đốt lửa bằng lấy cức của con cức của con bison đó, con trâu đó, và để đốt. Và hôm nay là ngày thứ hai. Một lần nữa xin chào mọi người, cảm ơn người đã trở lại chương trình Passport to Thành Công. Thì cái ngày đầu tiên quý khán giả đã được xem cuộc hành trình đi Catalina to Harbor. Trong đó mình đi từ cái tàu Catalina Express qua, và sau đó mình đã hay cũng có gần 3 tiếng. Và sau đó mình đi lặn Bắc Tâm Hùm để ăn tối. Và hôm nay là ngày thứ hai, thì hồi nãy quý khán giả cũng đã thấy buổi sáng mình dậy tiếp tục ăn mì gói nữa. Thì hôm nay mình sẽ làm gì? Thì Khang sẽ, như anh Khang và anh em rể của Khang đi câu cá. Thì hôm nay mình sẽ tìm cách mình bắn mấy con cá, và mình coi mình bắt được cái gì để mình có thể mình nấu một bữa ăn trưa và ở sổ ăn tối. Ăn tối thì mình sẽ đi kiếm Tâm Hùm. Hôm qua bị ngủ quá, bị mệt quá, không có cơ hội đi lặn lúc mà khuya. Nếu mà tối đây có cơ hội, Khang nghĩ Khang cũng sẽ đi lặn khuya để cho quý khán giả được xem ra sao. Hôm qua mình chỉ lặn được một cái bên một hông thôi, bên kia thôi, bên đó, bên hướng này. Hướng này là nơi mà sóng rất là mạnh, hướng này sóng ít hơn. Mình chưa qua thử bên hướng này thì hôm nay chắc mình sẽ qua đó để mình tìm mình bắt cá. Nói sinh tồn là cứ như là không có cái gì hết. Cũng có ở đây cũng có cái cell phone reception, như anh Khang có mới order thêm gỗ. Nhưng mà cái đặc biệt mình gọi sinh tồn là mình chỉ có đem mì gói, những cái đồ khô thôi, mình không có rau quả như là mấy người mà kế bên của mình đó, thì họ có như là rau, cilantro, ngò, hành rồi đó, họ nấu một bữa ăn. Ở đây thì mình không có gì hết, nhất là đi cắm trại cho những đàn ông thôi, đốt lửa ngồi chơi thôi. Nói chung nó có cơ hội cho mình đi về trở lại thiên nhiên. Cái này nói chung Khang và anh Khang, nhất là lúc mà ở Việt Nam đó, hay thích đi bắt này bắt cái kia, đi săn bắn. Đây mình có cơ hội để cho khán giả được tìm hiểu. Cái này gọi là Little Harbor tại Catalina Express. Rất là yên tĩnh. Nhưng mà cái này là nghĩ chắc là cũng người lớn thôi, con nít thì Khang nghĩ không có thể đi cắm trại được chỗ đây đâu, tại vì phải đi hike cũng gần 3 tiếng mới được vào. Và đó, đó là một buổi sáng ngày thứ hai. Johnny sẽ I'm learning. Để cho mình cắt the Wait, what are you doing? Lighting. Oh, lighting cái sợi dây đó hả? Yeah. Cái này khác hả chứ không phải trong kia hả? Không biết. I don't know. I saw they did. Đừng có làm cháy rừng hả nên. Or maybe I'm not, maybe not now yet. Hear them? You're not symptom enough. Giờ hết chuyện làm, bây giờ làm cái này. Ooh, look at that fire. No fire yet. Just spark. Spark only? Spark and smoke. I don't think it's the right grass. Eventually. Ember. Oh yeah, you have ember? Ember. Wow, good job, Johnny. Like a caveman now. And you put it, and then you put it over. You put it in here. Yeah, put it in there. Move your stuff away, Johnny. Okay, move, Johnny. Okay, move, Johnny. Whoa, you're fire, Johnny. Good job. Move your plastic stick away. Whoa! Fire! Fire! Yeah! Woo! Official caveman. Now we put in here and put the wood we in. We made fire. We put the wood in and we got this. Đây là một cái niềm tự hào để mình đã dựng được lên lửa. Những cái chuyện rất đơn giản như là bật lửa lên là một cái những cái điều mà rất là khó khăn cho lịch sử của con người. Mình sẽ tiến bộ hơn một chút. Mình sẽ dùng súng lửa năng. Discover a torch. No. Power of fire. Get on. Ready? All right. We're cooking the food. Just making sure all the door will be gone. See? You don't need to clean anything, Thomas. Burn it off.
outside? Yes. Just open it up. Sure. Who wanna eat it? I don't have to pull it. Where's my Thomas, man? No, we have a lot. Ooh, some of them are still there. Okay, burn it. We're gonna have overcooked fruit. Tell your audience, what are you doing? Mình sẽ ăn nào. Nó có nhiều cái kia quá, nguy hiểm quá. It's still there? Yeah, still here. Like it burned already, but nó cháy rồi nhưng mà nó vẫn còn nằm ở đó. Yeah. Nguy hiểm quá. Ăn này mà dính lưỡi là chết á. Là xong. Burn tiếp đi. Well, when you open it, try not to eat the. Barbecue cactus, sầu riêng, đâu, thăng long, barbecue thăng long. Okay, let's open it up. You two fork, open it up. No, you two fork and plate it up. Maybe that way you can, or you want to, and try not to let that part touch the inside. Cut and pull it out, pull it open, not cut. Oh, there you go. Cái này nó chưa có chín nhiều ở trong này. Nào, cái này nó còn sống quá. Sống hả? À, okay. Thăng long nè mọi người. Thử ăn đi. Let me see. Oh no, nó dính mấy cái này hết rồi nè, ghê nguy hiểm quá. Mấy cái spike á. Ăn ở giữa thôi. Dạ, yeah, giống như thăng long thôi. Cái này chưa chín cho anh đi. Hả biết chưa chín? Okay, I'm just gonna try now. Okay. Chua, chắc chua quá. Chua. Nhưng mà nó có dính mấy cái này là nguy hiểm quá đâu. It's too dangerous. Cái này mà ăn dính lưỡi là tí nữa mình phải ăn sau. Okay, bye bye. Thì ăn xương rồng thì cũng ngon, nhưng mà đã đến giờ mình phải đi tìm những món hải sản cao cấp hơn nữa nè mọi người. Và mình sẽ đi tìm những món gì đây? Thì khán giả có thấy không? Đó là những cái món mà Khang mới tìm được đó. Vậy xem phần kế tiếp để mình biết trong những cái túi đó là có những cái món gì. Còn mình lớn nhất á. Ăn tôm hùm nữa hả? Where I want some fish. Yeah, man. We only got two fish. Yeah. Fish seem to be the hardest one to get. Rồi hôm nay một lần nữa mình sẽ ăn trưa tôm hùm nướng, ăn với mì gói. Chỗ này là Thiên sẽ về là linh ký, sẽ bị linh cholesterol. Vì vợ la hả? Yeah. Cholesterol. Thiên lúc còn ấm. He needs like 5 more. He said he needs 5 more. Oh, really? Nhìn đó là một cảnh của Johnny đang tắm đó. Tăng dư lên. Sao? Hôm nay mình sẽ có tâm hình barbecue lên. Don't forget about our fish, man.
cá chắc là món special món chính hôm nay. Okay. Hôm nay mình hấp hả? Hấp cá, hấp tôm hùm. Hấp tôm hùm. Ok, mọi người đang một lần nữa mình đã bị mất cái GoPro. Mùa tôm hùm này biển nó đã đắt quá, đúng rồi. Nó lấy mình mắc GoPro lần đầu tiên là cái mặt nạ một tuần về trước. Và hôm nay GoPro thứ hai. Cho nên mình phải nhiều view lên nang, nhiều view lên nang. Look, nay mình dùng cái thang này nang mà cuối cùng mình mất hết cái clip rồi. Cho nên không có thấy bơi lặn bằng thang nữa. Mất clip bắt tôm hùm luôn, thôi coi lại clip cũ của bác tâm hùm ở California. Chiếu lại cái clip cũ nè. Mắt mình bỏ lên cái này, mình có cái đồ clip trên này. Nhưng mà khi mà mình bỏ tâm hùm vô cái bao của John này vậy, bằng màu xanh. Nó nhiều quá. Nên mình phải dùng chân mình đẩy nó lại đúng không John này? Yeah. I remember right? To kind of hold it. Yeah. Nên đẩy nó ra thì mình đẩy cái GoPro ra khỏi cái này luôn. Và mình tìm hoài mà tìm không được. Tại khi phải bơm hả? Một cái dụng cụ kế tiếp để đi tìm tâm hùm là đồ lặn. Lặn 10 phút. Được lặn 10 phút nhưng mà phải bơm hơi. Really? How long you have to pump, guy? About an hour. What? Thôi chắc tâm hùm đủ rồi á, không cần ăn lặn nữa đâu. What? Bơm một tiếng luôn hả? Yeah. Compressed air, dude. Don't need to have the air compression with like. Đây là cách kế tiếp mà mình dùng để bắt tôm hùm ở đây. Cũng giúp được bắt được 4 con tôm hùm bằng đồ hơi thở. You have one of those electric compressors at home? No, I go to the shop. No. Why is it so Ruby is empty. This Johnny is so strong. Okay. Ah, my tay quá. Want to try it, Tin? Hôm nay mình ăn mì gói khác nha. Mì gói hiểu khác. Mì gói hiểu khác. Chắc là okay. Những món ăn đặc biệt khác nhau nha mọi người. Đây cô đang nướng như con tôm hùm. Đi tắm thôi. Dạ. Yeah. Đi mình đi theo John, mình coi John này tắm nè. No. Coi John này tắm để xem nha. Can I set this down there? Right? Huh? Yeah, we'll get noodle. Yeah. Can I set this shower down there? They do? Yeah. Thì thường chắc mọi người cũng đã nghe cái câu nói rằng muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Những người khách đặc biệt của Khang ráng bơm năng, bơm cho nhiều mình mới có thức ăn năng mọi người. Chính cái anh bạn celebrity guest, VIP guest của Khang cũng phải cần bơm. Này mình có món đặc biệt rất là khó kiếm ở đây. Organic fish. Yeah. Cá đi bộ. Cá đi bộ. Đây là calico. No. Nó phải khác cái này. Nó này là cá gì á? Oppo eye. Yeah. Oppo eye. Oppo eye nên không có cần sai. Oppo eye ngon mà. Nấu sao thơm mệt? Muối. Xả. And lá chanh thái. Đây có chanh nữa hả? Yep. Cá xả, người ta trồng xả đây hả? Yep. Wait, where's your fork for the... This is, I don't know what kind of fish this is. Tikan. Tikan. Mm-hmm. Yeah, we did. We actually did. Yeah. Thành quả của mình. That's it. Thứ hai. I love refreshing. Refreshing. Yeah. It's not like irony, like, you know, like... Yeah. Nó condensed really quick, right? Nó đâu? Yeah. Nó không phải màu đỏ thiên, nó là màu... Yeah. Màu trắng. Trắng. Like this. Màu tôm hùm. Và cảm ơn mọi người đã xem video tuần này nang. Và cái video nó cũng đã dài rồi. Khang sẽ để dành cái ngày cuối cùng của cuộc sinh tồn đi đảo Catalina.
chuyện gì đã xảy ra. Xin khán giả nhớ đón xem cái video vào tuần tới nha. I haven't signed any release yet. When I make money, I will ask for release.